Rất tuyệt vời. Vậy thì ngày hôm nay thì không biết là người cô dâu Huyền My có sẵn sàng để dành cho người chồng thân yêu của mình một nụ hôn thật là ngọt ngào hạnh phúc trước sự chứng kiến của tất cả quý vị không ạ? Có ạ. Đồng ý ngay, một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị dành cho cô dâu đi ạ. Hôm nay thì còn gì nữa. Và Ngọc Điền xin phép cầm hộ cô dâu bó hoa. Đấy, quý vị lẽ này là thôi nhưng mà Ngọc Điền chưa bỏ chuẩn bị, đã chuẩn bị rồi. Và xin mời hai em sẽ cùng lựa chọn cho mình một tư thế thuận lợi nhất để cùng đến với nụ hôn này đấy ạ. Cười ơi. Chú giải hôn nhiều lần rồi nhưng mà cứ ngây. Chưa. Lúc thì chưa cần mẹ. Cứ bình tĩnh ạ. Vâng. Mọi lần thì bình thường thì không biết là thường thì đang ở trên ngoài này hôn nhiều lần rồi thì em hôn tư thế nào? Đứng hay ngồi hay quỳ hay nằm hay đủ thế? Chú giải biến lẽn quá. Vậy thì ngày hôm nay sẽ đứng nhá. Rồi ok, xin mời chú rể sẽ đứng im đi ạ. Hai tay cũng thả chỉ quần, đúng rồi, rất tư thế đã sẵn sàng rồi. Cơ thể thả lỏng, đầu đi phía trước 15 phân là mắt nhắm mờ, không được cắn chặt môi đi ạ. Đúng rồi, xin mời chú. Và cũng mời cô dâu sẽ đặt hai tay bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Cô dâu nhìn thì chú rể chưa sẵn sàng lắm, xin mời chú rể ạ. Xin mời cô dâu ạ, hai tay đặt bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Vâng. Bây giờ sẽ là 3, 2, 1, xin mời. Xin mời cô dâu ạ. Rất tuyệt vời. Và một lần nữa xin chúc cho mấy cô để trăm năm.